À, chuẩn bị lên lên tàu đi cái ăn nha bạn ơi. Ơi. Đây là chiếc tàu của tụi mình thuê này nha các bạn. Ừ. Đây là tài công nha. Dẫn sao gắt cái tửm thành công đó. Anh Sơn cái chổng ngồi bỏ cam di trời. Anh Sơn lo vô lấy bia. Em lên được không em? Được không? Hả? Không được thì anh kêu Nghĩa phát trực tiếp em. Ừ, em tỉnh đi, quên nữa, đâu có gì đâu. Xong này chuyện nhỏ. Hả?